Chào cô chú anh chị. Thì sau hôm nay thì khoảng hơn 2 tuần quay trở lại huyện Phú Tân, tỉnh An Giang. Trên đường có dịp về đây thì có gặp tình cờ gặp được bé Khánh Hưng với lại chú Năm Lượm. Thì hôm nay theo được biết thì cả nhà rất là có tình cảm rất là nhiều với lại bé Khánh Hưng, cũng như là những cái tiếng đàn của chú Lượm. Thì hôm nay được sự ưu ái của chú Lượm cũng như là bé Hưng sẽ hòa tấu cho cả nhà cô chú anh chị nghe hai lớp lưu thủy hành văn và sau đó là một lớp giọng kim lan. Quá hay luôn.